tám tư phẩm nói thật bấy giờ cụ thọ thiện hiện lại thưa phật rằng Bạch Đức Thế Tôn có người thật thấy đã không tạp nhiễm và không thanh tịnh, có người chẳng thật thấy cũng không tạp nhiễm và không thanh tịnh. Vì sao vậy? Vì tất cả Pháp vô sở hữu. Bạch Đức Thế Tôn có người thật nói đã không tạp nhiễm và không thanh tịnh, có người chẳng thật nói cũng không tạp nhiễm và không thanh tịnh vì sao vậy vì tất cả pháp không có tự tánh bạch đức thế tôn pháp không có tự tánh là không tạp nhiễm và không thanh tịnh pháp có tự tánh cũng không tạp nhiễm và không thanh tịnh các pháp có tự tánh và không có tự tánh cũng không tạp nhiễm và không thanh tịnh vì sao vậy vì tất cả pháp đều dùng vô tánh làm tự tánh vậy bạch đức thế tôn nếu người thật thấy và người thật nói không nhiễm không tịnh người chẳng thật thấy và người chẳng thật nói cũng không nhiễm không tịnh thì tại sao đức thế tôn có lúc nói có pháp thanh tịnh phật bảo này thiện hiện ta nói tất cả pháp tánh bình đẳng là pháp thanh tịnh cụ thọ thiện hiện lại thưa phật rằng Bạch Đức Thế Tôn sao gọi tất cả Pháp tánh bình đẳng? Phật bảo, này thiện hiện, vì các Pháp chân như Pháp giới Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, Pháp định, Pháp trụ, thật tế, cảnh giới như hư không, cảnh giới bất tư nghỉ dù có Phật ra đời hay không có Phật ra đời, thì tánh tướng của các Pháp vẫn thường trụ. Đấy gọi là tất cả các Pháp tánh bình đẳng. Tánh bình đẳng đây gọi là Pháp thanh tịnh. Đây nương vào thế tục nói là thanh tịnh, chẳng phải nương vào thắng nghĩa. Vì sao vậy? Vì trong thắng nghĩa đế đã không có sự phân biệt, cũng không có hí luận, dứt bỏ tất cả đường danh tự ngôn ngữ cụ thọ thiện hiện lại thưa phật rằng Bạch Đức Thế Tôn, nếu tất cả Pháp như mộng, như tượng, như tiếng vang, như quáng nắng, như ảo ảnh, như huyễn hóa, và như thành tầm hương, tuy hiển hiện như có, nhưng không thật có. Vậy làm sao các đại Bồ Tát nương vào Pháp chẳng thật có đây để phát tâm hướng tới vô thượng tránh đẳng Bồ Đà bằng lời thạ như vậy? Ta sẽ viên mãn bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa. Ta sẽ viên mãn thủ thắng thần thông ba la mật đa ta sẽ viên mãn phương tiện thiện xảo diệu nguyện lực trí ba la mật đa ta sẽ viên mãn bốn tịnh lự, bốn vô lượng bốn định vô sắc ta sẽ viên mãn bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo ta sẽ viên mãn pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện ta sẽ viên mãn tám giải thoát cho đến mười biến xứ ta sẽ viên mãn nội không cho đến vô tính tự tính không ta sẽ viên mãn chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ ta sẽ viên mãn thánh đế khổ tập diệt đạo ta sẽ viên mãn cực hỷ địa cho đến pháp vân địa ta sẽ viên mãn tất cả môn đà la ni môn tam ma địa ta sẽ viên mãn năm loại mắt sáu phép thần thông ta sẽ viên mãn mười lực như lai cho đến mười tám pháp phật bất cộng ta sẽ viên mãn pháp không quên mất tánh luôn luôn giả ta sẽ viên mãn trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng ta sẽ viên mãn 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ. Ta sẽ phát khỏi vô lượng quang minh chiếu khắp mười phương vô biên thế giới. Ta sẽ phát khởi âm thanh vi diệu biến khắp mười phương vô biên thế giới. Tùy theo tâm tâm sở pháp của các hữu tình, hiểu biết khác nhau, mà nói nhiều thứ pháp môn vi diệu khiến được lợi vui phật bảo này thiện hiện ý ông nghĩ sao tất cả pháp mà ông đã nói đây há chẳng phải đều như mộng như ảnh tượng như tiếng vang như quáng nắng như ảo ảnh như huyễn hóa như thành tầm hương sao thiện hiện thưa rằng như vậy như vậy bạch đức thế tôn nếu tất cả pháp như mộng cho đến như thành tầm hương đều không thật có thì tại sao khi đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa phát đại thệ nguyện rằng ta sẽ viên mãn tất cả công đức làm lợi ích an vui cho vô lượng hữu tình bạch đức thế tôn các vật loại được thấy trong mộng nói rộng cho đến hiện ra thành tầm hương hành bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa còn chẳng có huống nữa là có khả năng viên mãn tất cả pháp khác cũng như vậy đều không thật có bạch đức thế tôn các vật loại được thấy trong mộng nói rộng cho đến hiện ra thành tầm hương hành 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ còn chẳng có huống nữa là có khả năng viên mãn tất cả pháp khác cũng như vậy đều không chẳng thật có Bạch Thế Tôn, các vật loại được thấy trong mộng, nói rộng cho đến hiện ra trong thành tầm hương, thành tựu tất cả sự nghiệp sở nguyện còn chẳng thật có. Huống nữa là có khả năng viên mãn. Tất cả pháp khác cũng như vậy đều không thật có. Phật bảo, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói. Pháp chẳng thật có, còn chẳng thể hành bố thí ba la mật đa, cho đến bát nhã ba la mật đa. Huống nữa là có khả năng viên mãn. Như vậy cho đến pháp chẳng thật có, còn chẳng thể hành 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ. Huống nữa là có khả năng viên mãn pháp chẳng thật có chẳng thể thành tựu sự nghiệp sở nguyện pháp chẳng thật có chẳng thể chứng được sở cầu vô thượng chánh đằng bồ đề lại nữa thiện hiện bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa và vô lượng vô biên thiện pháp khác chẳng thật có nên chẳng thể chứng được sở cầu vô thượng chánh đằng bồ đề này thiện hiện, ông phải biết các pháp như thế, tất cả đều là pháp suy nghĩ tạo tác, các pháp có suy nghĩ tạo tác đều chẳng thể chứng được trí nhất thiết trí, lại nữa thiện hiện, các pháp như thế đối với đạo Bồ Đề tuy có thể dẫn phát, song đối với quả ấy không có dụng giúp đỡ bởi các pháp này không sanh không khởi không có thật tướng nên khi các đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa từ sơ phát tâm tuy khỏi các loại thiện nơi thân ngữ ý như là tu hành bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lực bát nhã ba la mật đa như vậy cho đến hoặc tu hành trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng nhưng biết tất cả đều như mộng như bóng như tiếng vang như quang nắng như ảo ảnh như huyễn và như thành tầm hương đều chẳng thật có lại nữa thiện hiện các pháp như thế tuy chẳng thật có nhưng nếu chẳng viên mãn thì quyết định chẳng thể thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi phật chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đà nghĩa là đại bồ tát nếu chẳng viên mãn bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cho đến trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng thì quyết định chẳng thể thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi phật chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đà lại nữa thiện hiện khi các đại bồ tát này hành bát nhã ba la mật đa sâu xa dù tu tất cả thiện pháp cũng đều như thật biết như mộng cho đến như thành tầm hương nghĩa là nếu tu hành bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lượng bát nhã ba la mật đa thì như thật biết như mộng cho đến như thành tầm hương như vậy cho đến nếu tu hành trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng thì như thật biết như mộng cho đến như thành tầm hương nếu thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi phật cầu chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề thì như thật biết như mộng cho đến như thành tầm hương cũng như thật biết tâm hành sai khác của các loài hữu tình như mộng cho đến như thành tầm hương lại nữa thiện hiện khi các đại bồ tát này hành bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với tất cả pháp chẳng lấy làm có chẳng lấy làm không hoặc do lấy như thế nên chứng được trí nhất thiết trí thì cũng biết pháp kia như mộng cho đến như thành tầm hương chẳng lấy làm có chẳng lấy làm không vì sao vậy vì bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cho đến trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng đều chẳng thể lấy được pháp thiện bất thiện cũng chẳng thể lấy được pháp hữu ký vô ký cũng chẳng thể lấy được pháp hữu lậu vô lậu cũng chẳng thể lấy được pháp thế gian xuất thế gian cũng chẳng thể lấy được đại bồ tát này biết tất cả pháp chẳng thể lấy rồi cầu chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề vì sao vậy vì tất cả pháp đều chẳng thể lấy đều chẳng thật có như mộng cho đến như thành tầm hương chẳng thể lấy, chẳng thể chứng được Pháp. Nhưng các hữu tình đối với Pháp như thế chẳng biết chẳng thấy. Đại Bồ Tát này vì làm lợi ích cho các hữu tình kia, nên cầu chứng vô thượng tránh đẳng Bồ Đà lại nữa thiện hiện đại bồ tát này từ sơ phát tâm vì muốn làm lợi vui cho các hữu tình nên tu hành bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa chẳng vì việc mình chẳng vì việc nào khác vì muốn lợi vui cho các hữu tình nên cầu chứng vô thượng tránh đằng bồ đà chẳng vì việc mình chẳng vì việc nào khác lại nữa thiện hiện khi đại bồ tát này hành bát nhã ba la mật đa sâu xa thế các người ngu ở trong phi ngã mà tưởng trụ ngã ở trong phi hữu tình mà tưởng trụ hữu tình như vậy cho đến chẳng phải người biết mà tưởng trụ người biết đối với chẳng phải người thấy mà tưởng trụ nơi người thấy thấy việc đây rồi đại bồ tát này rất thương xót phương tiện giáo hóa khiến xa lìa điên đảo vọng tưởng chấp trước an trí trong cõi cao lồ vô tướng, trụ trong cõi này chẳng còn khỏi tưởng ta cho đến khỏi tưởng người thấy biết. Khi đó, tất cả sự dao động tán loạn hí luận phân biệt chẳng hiện hành nữa. Tâm thường an trụ cõi vắng lặng đạm bạc không hí luận. Này thiện hiện, nhờ phương tiện đây nên Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, tự đối với các pháp không có chấp trước cũng dạy người đối với tất cả pháp không chấp trước đây là nương thế tục chẳng nương thắng nghĩa vì trong thắng nghĩa không có chấp trước ta người sai khác chẳng thể đắc vậy bấy giờ cụ thọ thiện hiện lại thưa Phật rằng bạch đức Thế tôn khi Phật đắc vô thượng chánh đẳng giác pháp mà Phật chứng được là nương vào thế tục mà nói là được hay nương vào thắng nghĩa nói là được Phật bảo, này thiện hiện khi Phật đắc vô thượng tránh đẳng giác, pháp mà Phật chứng là nương vào thế tục mà nói là được chẳng nương vào thắng nghĩa. Nếu nương vào thắng nghĩa thì năng đắc sở đắc đều chẳng thể được. Vì sao vậy? Vì nếu bảo người này được pháp như vậy thì bèn có sở đắc, kẻ có sở đắc thì liền chấp có hai kẻ chấp có hai thì chẳng thể được quả cũng không hiện quán cụ thọ thiện hiện lại thưa phật rằng bạch đức thế tôn nếu chấp có hai thì chẳng thể được quả cũng không có hiện quán nếu chấp không hai thì có thể được quả hiện quán sao phật bảo này thiện hiện kẻ chấp có hai chẳng được quả cũng không có hiện quán kẻ chấp không hai cũng lại như thế vì có sở chấp vậy như chấp có hai hoặc chẳng chấp hai chẳng chấp chẳng hai thì gọi là được quả cũng gọi là hiện quán vì sao vậy vì nếu do chấp đây mà được quả cũng có hiện quán và do chấp kia nên chẳng được quả cũng không hiện quán đều là hí luận chẳng phải trong tánh bình đẳng Tất cả Pháp có các hí luận, nếu lìa hí luận mới được gọi là Pháp tánh bình đẳng. Cụ thọ thiện hiện lại thưa Phật rằng, Bạch Đức Thế Tôn nếu tất cả Pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh, trong đây sao gọi Pháp tánh bình đẳng? Phật bảo, này thiện hiện nếu ở chỗ này đều không có hữu tánh cũng không có vô tánh cũng chẳng thể nói là tánh bình đẳng thì như vậy mới gọi là pháp tánh bình đẳng này thiện hiện phải biết tánh bình đẳng đã chẳng thể nói cũng chẳng thể biết trừ tánh bình đẳng không pháp có thể đắc để tất cả pháp không tánh bình đẳng này thiện hiện phải biết pháp tánh bình đẳng thánh giả dị sanh đều chẳng thể hành vì chẳng phải cảnh ấy vậy cụ thọ thiện hiện lại thưa Phật rằng bạch đức Thế tôn pháp tánh bình đẳng há cũng chẳng phải là cảnh Phật sở hành sao Phật bảo này thiện hiện pháp thánh bình đẳng, tất cả thánh giả đều chẳng thể hành cũng chẳng thể chứng. Nghĩa là các vị dự lưu, hoặc các vị nhất lai, hoặc các vị bất hoàn, hoặc các vị A-la-hán, hoặc các vị độc giác, hoặc các vị Bồ-Tát, hoặc các vị như lai, đều chẳng thể lấy pháp thánh bình đẳng làm cảnh sở hành. Trong đây tất cả hí luận phân biệt đều chẳng thể hành vậy cụ thọ thiện hiện lại thưa phật rằng bạch đức thế tôn phật đối với các pháp đều được tự tại như thế có thể nói pháp tánh bình đẳng cũng chẳng phải cảnh sở hành của chư phật sao phật bảo này thiện hiện phật đối với các pháp tuy được tự tại nếu tánh bình đẳng cùng phật có khác thì có thể nói là cảnh giới sở hành của phật nhưng tánh bình đẳng cùng phật không khác làm sao có thể nói phật hành cảnh ấy này thiện hiện phải biết nếu pháp tánh bình đẳng của các dị sanh hoặc pháp tánh bình đẳng của các dữ lưu nhất lai bất hoàn a la hán độc giác bồ tát như lai tất cả pháp tánh bình đẳng như vậy đều đồng một tướng đó là vô tướng một tướng bình đẳng đây không hai không khác nên chẳng thể nói đây là pháp tánh bình đẳng của dị sanh nói rộng cho đến đây là pháp tánh bình đẳng của như lai ở trong một pháp tánh bình đẳng này các các tánh bình đẳng đã bất khả đắc ở trong tướng của dị sanh và dự lưu sai khác cũng bất khả đắc cụ thọ thiện hiện lại thưa phật rằng bạch đức thế tôn nếu trong tánh bình đẳng của tất cả pháp các tướng sai khác đều bất khả đắc thì các pháp dị sanh dự lưu và hữu tình cũng không sai khác Phật bảo này thiện hiện. Đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói. Trong tánh bình đẳng của tất cả Pháp, các dị sanh hoặc các thánh giả, cho đến Pháp như lai và hữu tình đều không sai khác. Cụ thọ thiện hiện lại thưa Phật rằng, Bạch Đức Thế Tôn, nếu trong tánh bình đẳng của tất cả Pháp, dị sanh, thánh giả, Pháp như lai và hữu tình đều không sai khác, thì tại sao có tam bảo, Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo xuất hiện ở thế gian? phật bảo này thiện hiện ý ông nghĩ sao pháp tánh bình đẳng của phật pháp tăng bảo mỗi mỗi có khác chăng thiện hiện thưa rằng bạch đức thế tôn như con hiểu nghĩa phật đã nói thì pháp tánh bình đẳng của phật pháp tăng bảo đều không sai khác vì sao vậy vì pháp tánh bình đẳng của phật pháp tăng bảo tất cả pháp như thế đều chẳng tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng vô sắc vô kiến vô đối nhất tướng đó là vô tướng nhưng Phật Thế Tôn đối với Pháp vô tướng, phương tiện khéo léo kiến lập nhiều thứ danh tướng của Pháp và hữu tình sai khác, như gọi đây là dị sanh và Pháp cho đến đây là như lai và Pháp. Phật bảo, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói. Đối với Pháp vô tướng, chư Phật phương tiện khéo léo, kiến lập nhiều thứ danh tướng của Pháp và hữu tình sai khác. Lại nữa thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Nếu các đức như lai ứng tránh đẳng giác, chẳng chứng vô thượng tránh đẳng bồ đề, hoặc chứng vô thượng tránh đẳng bồ đề, chẳng vì hữu tình kiến lập danh tướng các Pháp sai khác, thì các loại hữu tình có thể tự biết đây là địa ngục, đây là bàng xanh, đây là cõi quỷ, đây là người. Đây là trời tứ đại vương chúng cho đến trời phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đây là sắc cho đến thức, đây là nhãn xứ cho đến ý xứ, đây là sắc xứ cho đến pháp xứ, đây là nhãn giới cho đến ý giới, đây là sắc giới cho đến pháp giới, đây là nhãn thức giới cho đến ý thức giới, đây là nhãn xúc cho đến ý xúc, đây là nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ, đây là địa giới cho đến thức giới, đây là nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, đây là theo duyên sanh ra các pháp đây là vô minh cho đến lão tử đây là pháp thiện pháp ác đây là pháp hữu ký vô ký đây là pháp hữu lậu vô lậu đây là pháp thế gian xuất thế gian đây là pháp hữu vi vô vi đây là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa đây là bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo đây là nội không cho đến vô tính tự tính không đây là chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ đây là thánh đế khổ tập diệt đạo đây là bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc đây là pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện đây là tám giải thoát cho đến mười biến xứ. Đây là tịnh quán địa cho đến như lai địa. Đây là cực hỷ địa cho đến pháp vân địa. Đây là tất cả môn đà la ni, môn tam ma địa. Đây là năm loại mắt, sáu phép thần thông. Đây là mười lực như lai cho đến mười tám pháp phật bất cộng. Đây là ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp của bậc đại sĩ. Đây là pháp không quên, tánh luôn luôn xả. Đây là trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, đây là trí nhất thiết tướng diệu nguyện, đây là trí nhất thiết trí, đây là tam bảo, đây là tam thừa, các loại hữu tình đối với danh tướng sai khác như thế, có thể tự biết chăng? Thiện hiện thưa rằng: Bạch đức Thế Tôn, không, nếu Phật chẳng vì hữu tình kiến lập các danh tướng sai khác như thế, thì các loại hữu tình chẳng thể tự biết các danh tướng sai khác như thế phật bảo này thiện hiện vì vậy đối với pháp vô tướng như lai tuy vì hữu tình phương tiện khéo léo kiến lập các loại danh tướng sai khác nhưng đối với tánh bình đẳng của các pháp thì không thể làm dao động tuy đối với hữu tình như lai làm đại ân đức song ở trong đấy chẳng thể giữ lấy tướng bấy giờ cụ thọ thiện hiện thưa phật rằng bạch đức thế tôn ví như đức như lai đối với tánh bình đẳng của tất cả pháp đều không thể làm dao động như vậy tất cả dị sanh dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán độc giác bồ tát đối với tánh bình đẳng của tất cả pháp cũng không thể làm dao động chăng phật bảo này thiện hiện đúng vậy đúng vậy vì tất cả pháp và các hữu tình đều chẳng ra khỏi tánh bình đẳng vậy như tánh bình đẳng nên biết chất như nói rộng cho đến cảnh giới bất tư nghỉ cũng lại như thế. Các pháp dị sanh và các thánh giả đối với chân như bình đẳng không sai khác nhau. Cụ thọ thiện hiện lại thưa Phật rằng, Bạch Đức Thế Tôn như các dị sanh và các thánh giả, cùng với tánh của tất cả Pháp bình đẳng không sai khác nhau, nhưng tướng của tất cả Pháp đây và tướng của các hữu tình đều khác nhau, nên tánh cũng phải khác. Vậy thì Pháp tánh cũng phải khác nhau, nghĩa là sắc cho đến thức, tướng đều khác nhau, nên tánh cũng phải khác nhau. Nhãn xứ cho đến ý xứ, tướng đều khác nhau, nên tánh cũng phải khác nhau, sắc xứ cho đến pháp xứ tướng đều khác nhau, nên tánh cũng phải khác nhau, nhãn giới cho đến ý giới tướng đều khác nhau, nên tánh cũng đều